Chết rồi, đã trễ lắm rồi. Nếu bị Thu công công phát hiện, chắc chắn mình lại bị chửi nữa. Tình Nhu cô nương, hôm nay Thu công công cơ thể không khỏe, kêu cô tự mình tập luyện. Công công còn dặn dò, gần đây bệnh Thương Hàn đang xâm nhập vào cung, kêu cô nương nhất định phải uống hết chén thuốc trị phong hàn này để tránh truyền bệnh cho hoàng hậu nương nương. Cảm ơn Thu công công giùm ta. Dạ. Doãn Tình Nhu, nhiều ải như vậy ngươi vẫn vượt qua được, thuốc đắng này thì có là gì chứ? Aya aya, fighting. Dương gia, chuyện gì mà ngươi hốt hoảng như vậy? Khởi bẩm Dương gia, trong cung truyền tin Doãn cô nương bị bệnh rồi. Cuối cùng cũng bị bệnh rồi. Đi, đến đó xem sao. Dương gia, đây là bức tự họa ta tìm giùm ngài, để ta về hẳn nói. Dương gia bị làm sao vậy? Doãn cô nương bị bệnh rồi, vì vậy Dương gia có phần lo lắng. Sao ngươi lại tới đây? Lỡ như ta không mặc quần áo thì tính sao? Làm gì có nữ nhân nào nói chuyện như vậy? Ta nghĩ cô bị bệnh nên hồ đồ rồi. Sao vậy? Ta chưa chết thì ngươi vui lắm đúng không? Ta nói ngươi biết, tỷ tỷ ta mạnh mẽ đánh còn không chết. Còn chiêu gì thì cứ chơi hết đi. Nếu sợ thì ta không phải Doãn Tình Nhu nữa. Mạnh mẽ. Doãn Tình Nhu, cô nghe cho rõ. Nếu cô dám bệnh nữa, hoặc là dám chết trước ta, thì cô sẽ chết chắc. Ta thấy ngươi bị bệnh hồ đồ rồi đó. Nếu ta chết rồi thì còn chết chắc là sao? Tóm lại tự bổn dương có cách. Đừng nói ngươi dùng cương thi đó nha. Tạ Diên Kỳ ngươi cũng biến thái quá đi. Ta đi bẩm báo với mẫu hậu. Mấy hôm nay sức khỏe cô không tốt, miễn cho cô được luyện tập. Đợi ngươi nghỉ ra thì mọi chuyện xong hết rồi. Thu công công đã nói rồi, nói cho ta nghỉ ngơi mấy bữa. Thu công công, giỏi lắm Doãn Tình Nhu. Thu công công trước giờ chỉ nghe lời mẫu hậu, không ngờ bây giờ lại chịu nói giúp cô. Đương nhiên rồi, ta là ai chứ? Cô nghỉ ngơi trước đi, hôm khác ta sẽ lại đến thăm. Mình nhất định là bị hồ đồ rồi. Nếu không, tại sao lại có cảm giác bị điện giật chứ? Không nghĩ nữa, ngủ thôi. Đẹp lắm. Thiệt không ngờ Doãn Tình Nhu còn có thể thêu đẹp như vậy. Dạ phải, Doãn cô nương gần đây đã rất cố gắng. Lão nô cũng cảm thấy ngạc nhiên. Khoan đã, hình như có chút gì đó giống với tay nghề của ngươi. Là chính lão nô dạy dỗ, dĩ nhiên phải giống tay nghề của lão nô rồi. Cho con coi thử. Cũng đâu có đẹp lắm đâu. Cô, đừng nói người cho cô ta thông qua dễ dàng như vậy nha. Ban đầu ta nghĩ nha đầu đó không trụ nổi, cũng sẽ bỏ đi thôi. Thật không ngờ cô ấy không những trụ vững, mà bây giờ còn có chút thành tựu. Ai gia cũng không biết làm sao cho tốt đây. Nếu những thứ này không làm khó được cô ta, vậy thì chúng ta làm cái khó hơn nữa. Cái gì khó hơn nữa? 10 ngày nữa là ngày thọ thần của hoàng thượng. Theo con thấy, chi bằng giao cho Doãn Tình Nhu lo liệu đi. Làm sao được? Cô ta sẽ không làm được đâu. Cái con muốn là cô ta không làm được. Tới lúc đó, một khi hoàng thượng tức giận, biểu ca có nói gì cũng vô ích.
không thể lấy thọ yến của hoàng thượng ra làm trò đùa được. Cô sao có thể làm trò đùa được? Đây là chuyện chung thân đại sự của con. Cô con năn nỉ người mà, thọ yến năm nào cũng có, bất quá năm sau chúng ta tổ chức tốt hơn là được rồi, làm bù cho hoàng thượng. Cô thôi được rồi, thiệt hết nói nổi con mà. Tiểu thu tử, dạ, ngươi đi nói với Doãn Tình Nhu kia, nói là thọ yến của hoàng thượng sẽ do cô ta lo liệu. Khởi bẩm nương nương, lão nô sợ Doãn Tình Nhu cô ấy dụng về lắm. Kêu ông đi thì lo đi đi, ta còn sợ cô ta không làm hư chuyện. Đi đi. Xảy ra chuyện gì, ai gia sẽ gánh cho. Tuân chỉ. Thu công công, xin chào Thu công công. Thu công công, ngọn gió nào đưa ông đến đây vậy? Tình Nhu à, hôm nay ta tới tìm cô chính là muốn nói cô biết hoàng hậu nương nương đã quyết định rồi, kêu cô lo chuyện thọ yến cho hoàng thượng. Cái gì? Ta? Chính là cô. Hoàng hậu nương nương lấy đâu ra cảm hứng này vậy? Ngay cả mặt của hoàng thượng ta còn chưa thấy, sao mà tổ chức được? Đúng vậy, nếu dựa vào một mình cô thì tuyệt đối không được rồi. Nhưng nếu không làm được, vậy thì bị tội chết đó. Công công, chúng ta có thể bớt mấy chuyện châm dầu vào lửa mà làm chuyện cứu người được không? Ta nói nha đầu nhà ngươi cái miệng bớt nói lại được không hả? Ta còn chưa nói xong mà. Chuyện này gấp lắm rồi, chỉ có đi tìm nhờ Tam Dương gia giúp thôi. Không thể nào, ta tuyệt đối sẽ không năn nỉ hắn đâu. Hơn nữa dù ta có năn nỉ, hắn cũng chưa chắc giúp ta đâu. Cô nghe ta nói đi, trước mắt chỉ có Tam Dương gia mới hiểu rõ sở thích của hoàng thượng. Cô tìm Tam Dương gia giúp là đúng quá rồi. Với lại ngài ấy là phu quân tương lai của cô, giúp cô là chuyện đương nhiên mà. Ta khinh, ta... Công công, nha đầu nhà ngươi, ta tốt bụng mới chỉ đường cho đi. Cô không đi thì ta mặc kệ cô luôn. Công công, ta sai rồi, ông đừng giận mà. Công công, ông có thể thông báo với độc cô Nguyên giùm tôi được không? Kêu huynh ấy tối nay lúc nửa đêm để ở Lượng Đình trong Ngự Hoa Viên. Ai? Độc cô Nguyên. Cô chắc chắn không phải là Tam Dương gia không? Sao vẫn chưa đến nữa? Doãn cô nương, ta biết huynh là người đáng tin mà, nhất định sẽ tới. Không biết Doãn cô nương nửa đêm tìm ta là vì chuyện gì. Ta không ngờ huynh cũng rất bản lĩnh, trong cung đều có người. Sao cô nương lại nói vậy? Chuyện này còn phải đợi ta nói thẳng sao? Ta biết, chắc chắn là huynh âm thầm chỉ điểm, nhờ tiểu thái giám chăm sóc cho ta, đưa y phục, đưa cơm, đưa thuốc, còn ăn gian giúp ta nữa. Nhìn nè, bây giờ ta không sợ quỳ nữa rồi, với lại còn có chức năng giữ ấm nữa. Doãn cô nương, cô tìm tôi tới chắc chắn là có việc quan trọng đúng không? Huynh xem, vừa nhìn thấy huynh thì lại cứ lo nói chuyện, ta quên mất luôn chuyện chính. Ta tìm huynh là muốn nhờ huynh giúp.
Không ngại thì cô cứ nói ra. Hoàng hậu nương nương kêu ta tổ chức thọ yến cho hoàng thượng, nhưng chuyện này ta không quen làm. Ngay cả mặt của hoàng thượng ta vẫn chưa thấy, với lại hoàng thượng thích cái gì ta cũng không biết. Nếu chuyện này làm không tốt thì ta mất đầu như chơi. Ý là ta muốn nhờ huynh đưa ra ý kiến, huynh giúp ta đi. Nếu không, lần sau nơi huynh gặp ta rất có thể là pháp trường. Doãn cô nương, chuyện không phức tạp như vậy đâu. Đương kim hoàng thượng là minh chủ, chuyện gì cũng nói tới tiết kiệm. Cô chỉ cần nhớ một điều, hoàng thượng là một người trọng tình trọng nghĩa, thích gia đình đoàn viên. Nếu chuẩn bị tốt, ắt sẽ thuận lợi. Đoàn viên. Có rồi. Độc cô, cảm ơn huynh. Huynh là người rất đáng tin. Vậy ta sẽ quay về chuẩn bị. Huynh cũng nghỉ ngơi đi. Bye bye. Tam đệ tứ đệ, nhị ca, nhị ca, miễn lễ. Tam đệ, đã lâu không gặp. Ta thấy dạo này đệ ốm đi rất nhiều. Không lẽ vì chuyện ăn uống của Lăng Kỳ Dương phủ không tốt sao? Ai nói vậy? Sức khỏe tam ca rất tốt. Đúng vậy, thọ thần của phụ hoàng cũng sắp tới rồi. Ta dự định thu thập tất cả châu báu trong thiên hạ, đem dâng tặng cho người một món quà lớn. Không biết hai đệ có cao kiến gì không? Nghi lễ có lớn cũng không bằng chuyện đại ca còn sống mới có thể làm phụ hoàng vui vẻ. Tam đệ nói rất đúng, nhưng người cũng đã chết rồi, nên nghĩ cách gì cho phụ hoàng bớt đau lòng, để tránh ảnh hưởng tới long thể. Bây giờ bên cạnh phụ hoàng và mẫu hậu chỉ còn lại ba huynh đệ chúng ta. Chỉ có huynh đệ đồng lòng, phụ hoàng mới có thể an lạc được. Mặt lạnh. Tạ Diên Kỳ, ngươi qua đây đi. Nhị ca, tam tổ tương lai đó. Đây chính là người mà lão ta muốn lấy à? Đúng vậy, thế nào? Thú vị đúng không? Nhị ca, nhị ca, để hai người họ thủ thỉ đi, chúng ta đi uống rượu thôi. Đi thôi. Được. Tạ Diên Kỳ, ngươi qua đây. Có chuyện gì? Mặt lạnh, ngươi hãy đưa A Quản vào cung giùm tôi đi. Không được. Thánh địa triều đình không phải nơi mà ai muốn đến thì đến. Tại sao? Tốt xấu gì cũng là nhà của ngươi, đưa một người vào thì có gì mà khó đâu. Ngươi sợ ta và A Quản chạy trốn chứ gì? Làm ơn đi, lính canh ở đây còn nhiều hơn trong phủ ngươi, sao chạy thoát được? Với lại ta muốn đưa A Quản vào là có chuyện cần làm. Vậy cô nói chuyện gì trước đi, ta sẽ suy nghĩ coi có nên đồng ý hay không. Không phải tại hoàng hậu của ngươi sao? Bắt ta tổ chức yến thọ cho phụ hoàng của ngươi, cho nên ta đành phải nhờ A Quản vào cung giúp ta. Mẫu hậu kêu cô lo liệu thọ yến. Chuyện này không thể được. Bây giờ ta sẽ đi tìm mẫu hậu, xin người chọn lại người khác. Tại sao không thể được? Không được chính là không được. Tại sao lại không chứ? Ta cứ muốn làm cho ngươi coi. Nếu đã như vậy, ta sẽ cho A Quản vào cung giúp cô. Nếu còn khó khăn gì, cô cứ nói với Thu Công Công và ông ấy báo cho ta biết là được. Tình Nhu, A Quản, mau vào đây. Trong hoàng cung quả nhiên không tầm thường nha. Đúng là rộng lớn, sang trọng, đẳng cấp. Anh có thể có chút tiền đồ được không? Hoàng hậu nương nương ép ta lo liệu thọ yến cho hoàng thượng, nhưng hoàng thượng vừa mất đi một đứa con, lại là thái tử. Nghe nói tính tình của hoàng thượng rất nóng nảy. Tôi phải làm sao bây giờ? Khó làm dữ vậy sao? Vậy không phải muốn hại tôi sao? Tôi nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nghĩ ra được một cách. Nhưng mà anh phải giúp tôi. Biết tầm quan trọng của tôi rồi chứ gì? Nói đi. Anh nghĩ
Chúng ta đóng một cảnh trong phim được không? Đóng phim. Bởi vì bây giờ hoàng thượng nhớ con quá thành bệnh. Nếu muốn làm ngài ấy vui thì chỉ có một cách thôi. Cách gì cũng không thể khiến đại hoàng tử sống lại được. Không lẽ là... Không được, ta còn chưa gặp mặt đại hoàng tử bao giờ. Cô kêu tôi quả thế nào được? Không sao, tôi đã nhờ Thu Công Công lấy trộm một bức hình của đại hoàng tử ở chỗ hoàng hậu rồi. Thu Công Công đã nói thân hình của anh và ông ấy không khác nhau lắm. Đúng vậy mà. Cho dù vẽ giống tới đâu, nếu tới gần thì vẫn bị lộ mà thôi. Chuyện này tôi cũng nghĩ giùm anh rồi. Đợi đến tối hôm sinh nhật hoàng thượng, tôi một mình mời người vào trong phòng. Nhưng lúc ánh sáng mờ mờ ảo ảo, anh chỉ cần nói với người: con sống rất tốt, con đã đầu thai chuyển kiếp rồi, xin người đừng nhớ thương con nữa. Tóm lại, cô muốn ta diễn ma. Chỉ có cô mới nghĩ ra vậy thôi đó Doãn Tình Nhu. A Quảng à, tôi làm vậy là nghĩ cho chúng ta mà. Chỉ có giữ được tính mạng thì mới tìm được cách quay về chứ. Nhưng vẫn còn một vấn đề. Sao anh nhiều vấn đề quá vậy? Thì là mấy món hóa trang chuyên dụng của tôi đó, toàn bộ đựng trong cái hộp đó rồi. Chính là lúc chúng ta tìm Khổng Song Song, tôi đeo lên lưng đó. Chính là cái hộp mắc tiền của tôi. Tôi nhớ ra rồi. Lúc xuyên không, không biết nó rớt ở đâu. Anh nghĩ có khi nào bị rớt chỗ mà chúng ta xuyên không tới đây không? Lúc tới đây, quả thật tôi vẫn mang theo mà. Tôi nghĩ có lẽ là ở đó, không sai đâu. Thu Công Công, nha đầu chết tiệt này, tay chân lại ngứa ngáy rồi đúng không? Công Công bớt giận, Công Công bớt giận. Nói đi, có chuyện gì? Công Công, ta muốn xuất cung. Xuất cung? Chuyện này không được. Lỡ như truyền ra ngoài, để hoàng hậu biết được, ta không gánh nổi đâu. Công Công, năn nỉ ông mà, ta xuất cung cũng vì chuyện thọ yến của hoàng thượng thôi. Vì thọ yến của hoàng thượng hả? Đúng rồi, ta xuất cung đi tìm một thứ cần dùng cho buổi thọ yến. Nếu như ta làm không tốt, đầu bị chém là chuyện nhỏ. Lỡ như làm liên lụy tới Công Công thì sao? Liên quan gì tới ta? Ông nghĩ đi, Thu Công Công. Bình thường ông đối xử tốt với ta như vậy, nếu ta không còn nữa, nhất định ta sẽ về đây thăm ông. Thôi được rồi, ta sợ cô luôn. Thôi được rồi, muốn xuất cung cũng được. Có điều, ta có một điều kiện dành cho cô. Điều kiện gì? Mấy hôm nay miệng ta hơi đắng, cứ muốn ăn kẹo Long Tu của chính Đức Trang, có được không? Thì ra Công Công cũng là một người thích ăn giặt. Ăn giặt. Không có gì, yên tâm đi, bảo đảm sẽ mang về. Ông còn muốn ta mang cái khác về nữa không? Hết rồi. Có điều ta muốn nhắc nhở cô, đi sớm về sớm, đừng trễ giờ đóng cửa thành đó. Nếu bị trễ giờ, ta không tha cho cô đâu. Được rồi, tạ Công Công. Vậy Công Công ta đi trước nha, tạm biệt. A Quảng, rốt cuộc anh biết đường không vậy? Tôi... Hình như chúng ta rớt xuống ở chỗ đó kìa. Vậy còn không mau qua đó đi. Đi thôi, từ từ thôi. Không đi nữa, không đi nữa. Chân tôi sắp gãy luôn rồi. Sao tìm được bây giờ? Chắc chắn chúng ta tìm không được rồi. Cô đi năn nỉ tên mặt lạnh đó đi. Nhờ anh ta dẫn vài người đi tìm phụ. Ta không thèm năn nỉ hắn đâu. Cô đến chết mà cũng không chỉ bị mất mặt hả? Ta không đi nổi bước nào nữa đâu. Phiền muốn chết. Sao mà tôi xui xẻ quá vậy? Ai đó? Giọng nói này nghe rất quen. Chúng ta tới đó coi thử. Ngu muốn chết.
Tình Nhu, tôi tìm thấy rồi. Chút nữa hẳn nói mà qua đó xem thử đi. Đại Đồng. Nè Đại Đồng. Đại Đồng. Ai đó? Đại Đồng. Sao hai người cũng đến đây vậy? Nào qua đó ngồi đi. Đại Đồng, anh Xuyên không tới đây bằng cách nào? Xem ra hai người đối với nơi chúng ta đang ở đã hiểu rất rõ rồi. Anh tới đây cũng thôi đi, sao mà nó cũng tới đây vậy? Sao tôi biết được? Hôm đó, đúng lúc tôi đi ngang qua xe đạo cụ này, đang nhìn thấy Mạnh Giang và Khổng Song Song. Rồi đột nhiên tôi liền bị ngất xỉu luôn. Đợi tới lúc tôi tỉnh lại thì đã ở trong đây rồi. Vậy Khổng Song Song và Mạnh Giang đâu? Lúc tôi tỉnh lại chỉ có một mình và chiếc xe này, không nhìn thấy hai người đó. Má ơi, đừng nói họ cũng xuyên không tới đây luôn nha. Vậy thì tôi không biết. Vậy Đại Đồng, dạo này anh thế nào rồi? Lúc tôi tỉnh lại cứ tưởng là đã xảy ra động đất. Tôi quay lại chỗ đoàn phim, phát hiện cả đoàn phim không thấy ai. Về chỗ mình ở thì chỗ đó biến thành một thị trấn. Hơn nữa tất cả mọi người đều mặc đồ cổ trang. Tôi liền nghĩ chắc là mình bị lạc đường hay là đang quay phim gì đó. Tôi hỏi người đi đường, các anh đang quay phim gì vậy? Kết quả là họ tưởng là tôi bị bệnh thần kinh, một mực đòi tró tôi lại, sau đó đem tôi tới quan phủ. Rồi sau đó có một ông lão rất tốt bụng giữ tôi lại làm việc nhà. Rồi dần dần tôi mới ý thức được, thì ra là mình đã xuyên không về thời cổ đại rồi. Sau đó thì tôi dựa vào tay nghề của mình làm công việc thợ mộc để kiếm sống. Hôm nay đúng lúc tôi quay lại xe lấy đồ nghề, không ngờ lại gặp hai người ở đây. Hai người sao rồi? Hai chúng tôi nói ra rất dài dòng. Trời cũng sắp tối rồi, chúng ta phải hồi cung rồi. Đại Đồng, anh có muốn đi cùng với chúng tôi không? Hồi cung nào? Đương nhiên là hoàng cung rồi. Cái gì? Về hoàng cung? Tôi trở thành cung nữ như vậy đó. Thật ra cũng còn đỡ. Thì ra là vậy. Ta thấy hai người cũng giỏi thiệt. Đồng thời cũng là xuyên không, nhưng sao lại có sự khác biệt dữ vậy? Giỏi cái gì? Lần này làm thọ yến, làm tốt thì không công, làm không tốt thì bị chém đầu đó. Anh nhìn gì vậy? Thái giám. Ai kêu tôi xui xẻo tới vậy? Trước lúc tới không hiểu sao lại mặc bộ đồ thái giám vào người. Rốt cuộc bị người ta tưởng thiệt. Tội nghiệp, người ta là đàn ông đích thực mà. Thực ra lúc tôi ở trong đoàn phim đã từng nghi ngờ. Nào nào, để tôi kiểm tra thử. Thấy ghét, hai người đủ rồi. Đại Đồng, may mà lần này gặp được anh, tôi có chuyện muốn nhờ anh. Tình Nhu, cô nói câu này nghe khách sáo quá. Lúc trước ở đoàn phim, Khổng Song Song tự làm hư đạo cụ, lại cố tình nói tôi làm hư. Nếu lúc đó không nhờ cô chụp tấm hình chứng minh tôi vô tội, e là tôi đã bị đoàn phim đuổi từ lâu rồi. Bây giờ mọi người mắc kẹt ở đây, đừng nói là nhờ. Cần gì cô cứ nói, nếu tôi làm được, tôi nhất định sẽ làm, giúp cho cô. Đại Đồng rất rộng rãi, rất nghĩa khí. Thật ra thì chuyện này đối với anh mà nói dễ như trở bàn tay. Ai kêu anh là sư phụ dạy đạo cụ làm chi? Thực ra là như vậy. Tôi và A Quảng muốn tặng cho Hoàng thượng một món quà đặc biệt. Nhưng món quà này cần một vài đạo cụ. Ban đầu tôi còn lo lắng điều này, không biết đi đâu để tìm đạo cụ. Ai ngờ ông trời cho một châu Đại Đồng rớt xuống. Đúng là ông trời giúp tôi mà. Như vậy đi, chút nữa cô nói cô cần những thứ gì, sau đó đưa tôi trở về, tôi sẽ chuẩn bị trước một chút. Được thôi, thực ra thì tôi cần một cái bàn dài hình chữ nhật. Nó hơi dài một chút, kiểu châu Âu, là kiểu bàn tay. Với cần một ít dụng cụ để ăn món tây nữa, như bít tết. Tôi đi trước nha. Cái đồ nhát gan này. Ta vào cung thỉnh an mẫu hậu, tiện thể tới đây thăm cô. Thọ thần của phụ hoàng làm đến đâu rồi? Thì cũng bình thường. Thọ yến của đương kim hoàng thượng tuyệt đối không phải trò đùa. Nếu cô không có khả năng thì để ta đi bẩm báo với mẫu hậu, cho người làm thay cô. Không cần. Chuyện mà Doãn Tình Nhu đã đồng ý làm nhất định sẽ làm được.
cô... Ta nói lại một lần nữa, chuyện này vô cùng hệ trọng. Nếu cô làm không tốt, nếu ta làm không tốt thì giống như có tiếng sét giữa trời quang sao? Cô vẫn còn tâm trạng để khua môi múa mép hả? Tam Dương gia, nếu không có việc gì nữa, tiểu nữ xin phép cáo lui. Ta mệt mỏi cả ngày rồi, cũng nên về tắm rửa nghỉ ngơi rồi, đi nha. Lần này nếu ta không trừng trị các người, ta không phải là Doãn Tình Nhu nữa. Hoàng thượng mời dùng trà. Mấy ngày nữa là đến sinh thần của hoàng thượng. Không biết năm nay hoàng thượng muốn tổ chức như thế nào. Từ ngày Giật Nhi mất đi, trẫm mất ăn mất ngủ, tự trách mình đã để Hoàng Nhi đích thân ra trận giết địch mới bị thiệt mạng. Đáng thương cho ta, tới tuổi này rồi mà người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh, đúng là quá đau xót. Sinh thần gì đó không làm cũng được. Số của Giật Nhi là vậy rồi. Hoàng thượng cũng đừng quá đau buồn, giữ gìn long thể mới quan trọng hơn. Không cần nói nữa, Giật Nhi qua đời, trong triều ai nấy đều rất đau buồn. Thiếp muốn nhân dịp sinh thần của hoàng thượng trấn an các triều thần, cũng để cho bách tính trong thiên hạ được an lòng. Hoàng hậu nói rất có lý. Có điều vẫn chưa mãn tang, nên chuyện này không được làm quá long trọng. Hoàng hậu, chuyện này trẫm giao cho nàng xử lý. Trẫm hồi cung đây. Xin hoàng thượng yên tâm giao cho thiếp. Được, cung tiễn hoàng thượng. Khởi giá. Yên Nhiên, con đi nói với Doãn Tình Nhu, nói là thọ yến của hoàng thượng cô ta không cần làm nữa, ta sẽ tự mình lo liệu. Nhưng mà cô không phải đã nói là nhân cơ hội này đuổi Doãn Tình Nhu đi sao? Đó là chuyện của mấy ngày trước. Con không nhìn thấy tâm trạng của hoàng thượng hôm nay tệ lắm sao? Ta sợ Tình Nhu làm hư chuyện. Tới lúc đó, người xui xẻo không chỉ mình cô ta, mà còn khiến hoàng thượng không vui. Bỏ đi, để ta tự làm vậy. Đừng mà cô, nếu cô không yên tâm, vậy thì để Yên Nhi làm giúp Tình Nhu cho. Dạo này sức khỏe cô không tốt, ngự y cũng đã nói đừng quá lo lắng. Con giúp cô ta. Cô yên tâm, Yên Nhiên tự biết phân nặng nhẹ. Con ghét Doãn Tình Nhu, nhưng mà chuyện này cũng phải lấy hoàng thượng ra làm trọng đạo. Đạo lý này con hiểu rất rõ. Nếu đã như vậy cũng được. Con thông minh lanh lợi, có con phụ, ta cũng thấy an tâm phần nào. Cô yên tâm. Dương gia, tìm thấy rồi. Ở đâu? Ở trên độc sơn của huyện ta. Tôi đã sai người vận chuyển về một miếng độc sơn ngọc rất là lớn, dài khoảng hơn một thước, màu sắc vô cùng tươi sáng. Điều hiếm thấy chính là độ trong suốt của nó. Đúng là kỳ trân dị thạch hiếm thấy trên đời. Tốt. Phụ hoàng trước giờ luôn thích ngọc thạch. Hãy khắc miếng độc sơn ngọc đó thành chữ Như Ý, tượng trưng cho Như Ý Cát Tường. Quả thực là lễ vật tốt nhất dâng cho phụ hoàng. Ừ.
thưởng cho ngươi. Phàm những người làm được việc, bổn vương nhất định sẽ không ngược đãi. Đa tạ Dương gia, đa tạ Dương gia. Cái gọi là thực quân chi lục, đảm quân chi ưu sao, thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết toàn lực vì Dương gia. Tương lai Dương gia được lên ngôi thái tử, tiểu nhân còn phải nhờ người nâng đỡ nhiều hơn nữa. Chưa mãn tang thái tử, những lời này không thể nói lung tung. Nhưng mà từ cổ chí kim, tre già măng mọc, hơn nữa Dương gia văn thao võ lược, tại hạ đợi ngài lên làm thái tử từ lâu lắm rồi. Những lời này nói xong thì bỏ, đừng nghĩ là thật. Tiểu nhân hiểu rồi, tiểu nhân hiểu rồi. Dương gia, tiểu nhân đã chuẩn bị rượu cho Dương gia ở Phượng Hoàng lâu. Dương gia mấy ngày nay vì chuyện tìm lễ vật mà bất an. Mong Dương gia dời gót ngọc để tiểu nhân thể hiện lòng hiếu kính của mình. Ngươi làm việc quả nhiên rất chu đáo. Đa tạ Dương gia quá khen, mời. Đại gia, uống nhiều chút nha. Phục vụ tốt đó. Trương công tử, lâu rồi không thấy ngài ghé. Xin mời vào trong. Xin mời vào. Mỹ nhân uống thêm vài ly nhé. Dương gia, Phượng Hoàng lâu xuất hiện một con Phượng Hoàng thật. Phượng Hoàng thật sao? Dạ phải. Đẹp hơn bông hoa dại này sao? Đẹp hơn nhiều. Tựa như trong thơ có mây, chỉ có trên trời mới có. Như thể tiên nữ hạ phàm vậy. Người này không những tài sắc vẹn toàn, hơn nữa còn tinh thông thuật trung phòng của Tây Dực, được hàng vạn hương thân quý trọng. Vì để che giấu dung nhan mà phải suy nghĩ rất nhiều, há chẳng phải hơn hẳn các cô gái son phấn bình thường hay sao? Vậy bổn vương muốn được thưởng thức rồi. Nói hay lắm. Tài sắc vẹn toàn, đây mới đúng là tài sắc vẹn toàn. Huynh nói đúng lắm. Huynh nhìn kìa, đẹp thật. Sao trước đây ta chưa từng thấy vậy? Đúng vậy, đúng vậy. Cảm giác rất nhẹ nhàng. Tại công tử, lần này ngài đi, không biết khi nào mới gặp lại nhau. Chuyện này có gì khó? Ta đã có nàng rồi, nàng sẽ đi cùng ta là được thôi. Những lời công tử nói là thật sao? Là thật. Tại công tử, vậy sau này thiếp đã là người của công tử rồi.
có người tưởng mình có thể bay lên ngọn cây làm phượng hoàng rồi, thì đó không chừng là phượng hoàng bị gãy cánh, ngay cả gà cũng không bằng. Đúng vậy, không bằng con gà. Nếu như ngươi còn dám nói bóng nói gió, ta sẽ cắt lưỡi của ngươi. Làm gì vậy? Không muốn làm nữa đúng không? Mama, cô ấy muốn đánh con kìa, ngươi hãy làm chủ cho con đi. Đúng rồi, chính là cô ta. Ở Hoàng Phượng lâu này trước khi bổn tiểu thư chưa tới, suýt chút nữa phải đóng cửa rồi. Sau khi bổn tiểu thư tới, đa phần mọi người đều muốn mời ta dùng cơm. Ngươi còn dám trước mặt ta khoe khoang? Mama nói đi, có đáng đánh không? Song song mà, cô cũng không nên khó khăn như vậy. Dù gì mọi người cũng là tỷ muội với nhau. Đúng rồi đó, tỷ muội. Nực cười. Vị đại quan trong thành đó đã nói rồi, sẽ lập tức đón ta vào hoàng thành. Cả đời sẽ được hưởng vinh hoa phú quý. Thiệt không đó? Biết khôn thì lo hầu hạ ta đàng hoàng, đừng chọc tức bổn tiểu thư. Đến lúc đó đầu rơi thì đừng có trách ta. Mama. Thúy Nhi, ta lấy hết. Dạ được. Tiểu thư, số giải này rất mắc. Nói gì? Thân phận ta sắp tới không như trước kia rồi, chút tiền này có gì đáng đâu. Mua hết. Tránh ra, tránh ra. Công tử, công tử, công tử, công tử. Vị này làm quan lớn lắm. Tôi cảm thấy cái cầm này vẫn chưa vuông lắm. Biết trước là tôi không thu nhỏ nó rồi. Ai biết đại dương gia đó lại mặt lớn như vậy. Được rồi. Thu công công nói anh đeo cái này lên, nói là eo anh nhỏ quá. Lão thái giám này suốt ngày nhìn eo người ta làm chi? Không phải ông ấy nghĩ anh là không được nói. Chết rồi, chuyện quan trọng xém nữa quên luôn. Chuyện gì? Quần áo đó. Tôi cũng quên luôn, đừng căng thẳng, đừng căng thẳng. Để tôi suy nghĩ. Cất vô. Bổn tiểu thư phụng lệnh của hoàng hậu nương nương đến xem cô lo chuyện thọ yến tới đâu rồi. Mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi, mong hoàng hậu nương nương không phải lo lắng, không phải lo lắng. Sao ta không nhìn thấy chút gì để mà không phải lo lắng vậy? Tại cô không biết nhìn thôi. Cái gì? Ý của ta là ta cho hoàng thượng một bất ngờ lớn. Đã nói là bất ngờ thì dĩ nhiên phải giữ bí mật rồi. Tùy cô. Có điều ta tốt bụng nhắc nhở cô một câu. Trước nay đại thọ của hoàng thượng là chuyện đại sự, không những là chuyện vui trong nước, nói không chừng nước khác cũng cho người tới chúc mừng. Một nha đầu quê mùa như cô chưa từng trải sự đời, đừng tổ chức giống như ở quê của mình, không thì sẽ mất hết thể diện của hoàng thượng. Cô khẩu khí cũng lớn thiệt nha. Gì mà chưa từng trải sự đời chứ? Lưu Đức Hoa và Chương Tử Di còn mời tôi tạo hình cho nữa kìa. Cô yên tâm, nguyên tắc của tôi là có nhiêu làm nhiêu, tuyệt đối không để hoàng thượng và hoàng hậu bị mất mặt đâu. Được vậy thì tốt. Ừ.
Tôi nghĩ cô ta nói có lý. Tôi cũng từng tổ chức sinh nhật, nhiều lắm cũng chỉ mấy chục người, chơi mấy trò chơi bình thường. Còn đây là hoàng thượng đó, cô làm vậy có ổn không? Trước khi cô ta đến, tôi vẫn chưa dám chắc, nhưng bây giờ tôi đã nắm chắc 200%, nhất định được. Tại sao? Đỗ Yên Nhiên, tuy cô ấy đáng ghét thiệt, nhưng cô ấy có một điểm, đó là tốt xấu gì cũng thể hiện ở trên mặt. Anh coi thái độ hồi nãy của cô ta, rõ ràng là muốn nói cho tôi biết, nếu thọ yến lần này của hoàng thượng tôi làm thật hoành tráng, cả nước chào đón, vậy thì tôi sẽ chết chắc. Thì ra là như vậy. Cô ấy còn có lòng tốt tới đây nhắc nhở chúng ta nữa sao? Cô giỏi lắm, Doãn Tình Nhu. Cái này gọi là trưởng thành trong chiến tranh. Được rồi, làm việc thôi. Được thôi. Đừng có lần nào cũng đột nhiên xông ra có được không hả? Người đâu có điện thoại, ta muốn hẹn trước cũng không hẹn được mà. Lại ăn nói lung tung. Điện thoại là cái gì? Điện thoại là một công cụ dùng để liên lạc ở quê ta. Mặc kệ nó đi. Ta có chuyện muốn nhờ ngươi giúp, có giúp không? Không giúp, tại sao? Tam ca ta nói rồi, nếu là chuyện thọ yến của phụ hoàng cô nhờ tôi giúp thì ta không được giúp. Dựa vào đâu, tên mặt lạnh chết tiệt này. Đại tiểu thư của tôi ơi, cô ngu thiệt hay là giả ngu vậy? Ý của huynh ấy là, nếu cô muốn tìm người giúp thì tìm huynh ấy. Ta không thèm, vậy thì ta hết cách. Tiểu tứ, không giúp. Tiểu tứ à? Được rồi, cô nói gì cũng vô ích thôi. Tuy ta và cô là bằng hữu, nhưng tam ca của ta, ta cũng không dám đắc tội. Là cô từng nói, người gì mà mùa hè cũng có thể đông chết người khác đó. Tiểu tứ, vậy đi, hay là cô ngoan ngoãn đi tìm huynh ấy đi. Ngươi, tiểu tử thúi, tiểu tử thúi, đáng ghét quá đi. Nhanh lên, nhanh lên. Ngươi tìm ta làm gì? Không phải Dương gia tới đưa y phục cho chúng ta sao? Bên trong là y phục mà lúc đại ca ta tử trận đã mặc. Hình thêu trong đó đều do chính tay mẫu hậu thêu. Vậy, cảm ơn. Khoan đã, bổn vương chưa nói sẽ đưa cho cô. Năn nỉ đi, ngươi nằm mơ. Cô làm gì vậy? Năn nỉ thì đã sao? Chưa coi ba ơi mình đi đâu thế hả? Làm ơn chưa học sao? Chưa có học. Được, cô giỏi lắm. Vậy tự mình nghĩ cách đi. Dương gia, ta năn nỉ thay cô ấy được không? Làm ơn đi mà. Ta sẽ tự nghĩ cách, không cần ngươi lo. Cách của cô chính là đi năn nỉ Độc Cô Nguyên, nhờ tứ đệ giúp, thậm chí đi nhờ Thu Công Công. Cô có thể năn nỉ họ, tại sao không thể nhờ bổn vương giúp? Ta... bỏ đi, coi như ta tốn công phí sức vậy. Dương gia, Doãn Tình Nhu, nha đầu chết tiệt này. Dương gia, người đã về. Ngài đã mang đồ cho Doãn cô nương chưa? Không gặp sao? Vậy thì thật đáng tiếc. Bộ y phục đó của đại dương gia đã không được tìm thấy từ lâu. Bộ y phục này là do người nửa đêm đến chỗ tú nương lấy ra, còn không nghe Doãn cô nương nói tiếng cảm ơn nào. Câm miệng. Trừ phi Doãn cô nương không cần nữa. Ngươi nghĩ xem, tại sao cô ấy lại ghét ta như vậy? Bổn vương không những không tính toán chuyện cô ấy làm ta bị thương, còn cho cô ấy nhập cung. Bổn vương còn cho người âm thầm chăm sóc cô ấy. Nhưng cô ấy đúng là lấy oán báo ân mà. Thuộc hạ tưởng Dương gia giận chuyện gì, không ngờ chỉ vì một tiểu nha đầu đã làm người tức giận như vậy. Ngay cả ngươi cũng dám cười nhạo bổn vương. Không phải, thuộc hạ vui mừng cho Dương gia. Mấy năm nay ngài luôn nhớ tới chuyện trước kia, buồn phiền không dứt. Thuộc hạ nghĩ đây không phải là tính cách của ngài. Bây giờ cho dù Doãn cô nương làm ngài tức giận, thuộc hạ cũng nói đó là chuyện tốt. Ít nhất còn giúp ngài ngoài mặt lạnh ra còn có một mặt khác. Nói lung tung gì đó.
Đại đồng, rốt cuộc cũng đã tới. Còn không tới sẽ không kịp đâu. Đồ phải chuẩn bị nhiều quá, tôi cũng lo cuống cuồng lên. Đúng là làm khó anh rồi. Không sao, nếu có thể được vào hoàng cung coi thử, cũng đáng mà. Đây đều là quà mừng thọ cho hoàng thượng. Chúng ta mau vào trong đi. Đi. Tình Nhu, tới rồi, tới rồi. Đại đồng chuẩn bị xong hết chưa? Chuẩn bị xong hết rồi, trong rương kia kìa. Cái bàn đâu? Ở đằng sau. Tốt quá, đi thôi. Đi. Doãn Tình Nhu, chúc mừng sinh nhật vui vẻ, chúc mừng sinh nhật vui vẻ, chúc mừng sinh nhật vui vẻ, chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Tham kiến hoàng thượng, dân nữ chúc hoàng thượng sinh nhật vui vẻ, vạn thọ vô khương. Doãn Tình Nhu, ta kêu cô tổ chức thọ yến, cô lại làm cái gì vậy? Thu công công, phiền ông cầm giúp ta. Được. Hồi bổng hoàng thượng hoàng hậu. Cái này là tập tục của quê dân nữ. Cái này gọi là bánh kem. Chỉ có người đó sinh nhật, người nhà và bằng hữu sẽ tặng bánh này cho họ. Những cây đèn cầy ở trên đại diện cho lời chúc của họ. Sau đó thọ tinh sẽ nghe lời cầu nguyện của họ. Nếu cầu nguyện xong có thể thổi một hơi tắt cây đèn cầy, thì nguyện vọng của họ sẽ thành hiện thực. Đó mà gọi là phong tục sao? Trước giờ ta chưa từng nghe thấy. Ta lại thấy rất thú vị. Phụ hoàng, người làm thử đi. Hoàng thượng, chi bằng làm theo lời cô ta đi. Không phải người nói thọ thần năm nào cũng giống nhau. Năm nay coi như thử cái mới đi ha. Đúng đó phụ hoàng. Vậy để ta làm thử. Hoàng thượng, phải làm như vậy, nhắm mắt cầu nguyện. Được. Chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Mọi người hát chung với ta đi. Chúc người sinh nhật vui vẻ. 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 Hoàng thượng, người thổi đèn cầy được rồi đó. Hay. Phụ hoàng một hơi đã thổi hết đèn cầy rồi. Nguyện vọng nhất định sẽ được thực hiện. Phụ hoàng, người cầu nguyện điều gì? Cái này không được nói, người cũng không được hỏi. Vì nói ra sẽ không còn linh nghiệm nữa. Được. Không nói cũng được. Dù sao cũng không thể thực hiện được. Doãn Tình Nhu, hoàng hậu lệnh cho ngươi tổ chức thọ yến. Nếu ngươi không làm được thì nên nói ra sớm.